sợ. Ủa sợ quá nè. Dạ. Ý. Sợ chưa, sợ chưa? Đúng là đồ nhát nhát luôn á trời. Con còn rắn giả mà cũng sợ nữa trời. Nó mà sợ rắn thứ hai không ai dám giành thứ nhất luôn á. Búp bê là một cô bé nhút nhát, thường xuyên bị Matt và Robin trấn lột tiền khi đi học về. Và chuyện này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, y như là cơm bữa. Cái đó của mình mà, trả cho mình. Nè, qua đây lấy nè, lấy đây. Trả cho mình đi, được mà, trả. Trả cho mình đi mà, làm ơn. Đúng là cái màu bánh bèo. Trả lại cho mình đi, cái đó của mình mà. Trả đây. Cả ba lô nữa, trả cho mình. Đồ, đồ của mình mà. Đồ của mình, trả lại cho mình đi. Qua đây lấy nè. Đi thôi. Mỗi lần bị Matt và Robin tấn công, búp bê không biết phải làm gì để chống cự, chỉ biết trở về nhà và ngồi tủi thân một mình. Đúng rồi, mình phải mạnh mẽ như Wednesday. Búp bê tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Wednesday nên đã quyết định sẽ biến thành Wednesday để trở nên mạnh mẽ hơn, chống lại được kẻ xấu bắt nạt mình. Búp bê còn lập ra cả một danh sách hẳn hoi những thứ mình cần phải thay đổi. Đầu tiên là luyến tiếc cắt phăng phần tóc mái của mình, sao cho có một đầu tóc y hệt như Wednesday vậy. Tiếp đến là rũ bỏ hình ảnh dễ thương bánh bèo thường ngày của mình, thay vào đó là một chiếc váy đen đầy bí ẩn. Cả đôi giày hồng bánh bèo dễ thương này cũng cần phải thay đổi. Và cả gương mặt được trang điểm một cách đầy bí ẩn và ma mị. Còn mạnh dạn thay đổi tất cả mọi thứ trong căn phòng của mình. Tất cả các vật dụng và dụng cụ trong phòng bây giờ đã được thay bằng màu đen. À, còn thiếu một thứ. Ta-da!
Vậy là chỉ còn một thứ nữa thôi, búp bê sẽ biến thành Wednesday một phiên bản thứ hai. Búp bê đã dựa theo bản hướng dẫn và chế tạo ra bàn tay thiên. Tuy nhiên, bàn tay thiên sau khi hoàn thành vẫn nằm yên bất động. Búp bê chợt ngẫm nghĩ rồi lấy ra dụng cụ nạp điện, truyền điện vào bàn tay. Bàn tay bắt đầu nhúc nhích và cử động linh hoạt, bò lên vai của búp bê, gửi lời chào tới chủ nhân mới. Ê, nhỏ chết nhát kìa. Lại có trò vui rồi đây. Ngày tiếp theo, búp bê trong bộ dạng của Wednesday đi học về vẫn bị Matt và Robin chặn đường cướp tiền như thường lệ. Đang đi ngon ơ thì bỗng một con rắn từ trên rơi xuống ngay trước mặt của búp bê. Búp bê vô cảm liếc nhìn con rắn trước mặt, nắm lấy con rắn, giật xuống rồi vứt ra phía sau và lạnh lùng bước đi trước sự kinh ngạc của Matt và Robin. Đứng lại! Ra vẻ hả? Tôi lượt tao. Ô lại rồi. Cái gì vậy? Khi Matt và Robin vùng nắm đấm tiến về phía của búp bê, bỗng bàn tay thiên xuất hiện dưới đất, nắm lấy chân của Matt kéo lại, làm cho cậu ta hốt hoảng vô cùng. Lúc này cả Matt và Robin vẫn chưa hết tức giận, cùng vung nắm đấm về phía của búp bê. Búp bê cúi nhẹ né người, nắm đấm của cả hai đấm vào mắt nhau cùng ngã ra đất. Sức mạnh không phải dùng để ăn hiếp người yếu, sau này đừng có làm như vậy nữa. Đúng nhận sai cãi, mình sai rồi. Đầu của bà, hai chị em liền vội lao tới cứu bà. Bà ơi, bà có sao không? Bà có đau không bà? Ta cảm ơn hai cháu, ta tặng hai cháu một điều ước. Hả? Thiệt hả bà? Con muốn trở thành người nhanh nhất, còn con muốn trở thành người mạnh nhất.
điều ước sẽ trở thành sự thật. Bà Vanga múa gậy thần, ban điều ước cho Mai và búp bê. Mai lập tức biến thành Hulk, người mang sức mạnh. Còn búp bê biến thành Flash, một cô gái tốc độ. Cả hai đều thích thú với diện mạo mới của mình và hào hứng thử nghiệm sức mạnh mà bà Vanga vừa ban cho. Hai chị em lại tiếp tục tị nạnh và gây gỗ nhau để chứng tỏ rằng mình là người mạnh nhất. Kẹt ở gần đó. Giúp với, giúp với, giúp tôi với. Có lên. Búp bê tóc biến đến nơi và gồng mình lên để đẩy xe, nhưng chiếc xe vẫn trơ trơ, không hề di chuyển một chút nào. Đi ra coi. Còn với Mai, chỉ cần dùng một tay thì chiếc xe đã có thể di chuyển một cách dễ dàng. Mai càng lúc càng khoái chí hơn, đẩy mạnh hơn bằng hai tay. Và rồi, chiếc xe ô tô đâm xuống đường, cắm đầu xuống đất và nát bét luôn. Ôi là trời đất hỡi, xe tôi đã đi. Tại chị á, do em mà, tại chị hết mà. Búp bê và Mai vội vàng đuổi theo hai tên cướp. Xin chào. Chào đó. Đùa ha. Lên, tăng tốc độ lên. Vì quá đam mê tốc độ, búp bê đã quên nhìn đường và tông sầm vào cây cột điện trước mặt. Nhìn thấy búp bê bị ngã lăn lộn trên mặt đất, tên Eric và Dante cười chan xảo, vặn ga chụp bỏ đi. Tuy nhiên, chiếc xe từ từ lùi lại bởi vì Mai đang giữ chặt yên xe kéo ngược lại. Mai tung cú đấm, Eric và Dante ngã văng ra khỏi xe. Bọn
Bọn chúng lồm cồm bò dậy và toan chạy trốn. Mai liền đuổi theo, dồn Eric và Dante đến sát chân tường, nắm mạnh vào bức tường làm cho hai tên Eric và Dante sợ xanh mặt. Eric và Dante bỏ chạy, Mai vẫn đuổi theo thì hụt từ phía sau với dáng vẻ rất mệt mỏi và nặng nề. Nhìn ra được điểm yếu này của Mai, Dante và Eric đã lên một kế hoạch để trêu đùa. Ok. Khi Mai tập trung đứng nhìn Eric nhảy múa, thì từ sau, tên Dante rón rén lại gần và chuẩn bị xịt chai thuốc ngủ vào Mai. Búp bê tóc biến xuất hiện, đẩy Dante ra xa và xịt thẳng chai thuốc ngủ vào mặt của Eric. Mai, chúng ta phải hợp sức lại thôi. Dạ. Tụi bay chết chắc. Tên Dante tức giận lôi ra một khẩu súng bắn liên hồi về phía của hai chị em. Mai lập tức dùng sức mạnh để nâng một tảng đá chống đạn. Còn búp bê tóc biến đến chỗ của Dante thay khẩu súng bằng một quả chuối. Nhờ sự đoàn kết và biết tận dụng tất cả các điểm mạnh của mình, hai chị em đã hoàn toàn chiến thắng được hai tên cướp này. Của mình là những đứa trẻ vô cùng kiêu căng, thích xem thường người khác. Wednesday là một học sinh mới đến với phong cách lạnh lùng, ăn mặc u tối. Chính vì vậy, búp bê đã bay ra trò bắt nạt Wednesday. Đầu tiên là gắn chân Wednesday, nào ngờ Wednesday lại bước qua một cách dễ dàng, ung dung tới chỗ ngồi của mình. Cả đám lại tiếp tục xì xào bàn tán và bày kế hoạch để chơi khăm Wednesday. Wednesday vẫn quan sát âm mưu của cả ba thông qua một cái gương để bàn. Ngoài ra còn có một trợ thủ vô cùng đắc lực, đó chính là bàn tay Thiên. Wednesday với sự trợ giúp của Thiên đều vượt qua tất cả những trò chơi khăm của đám bạn búp bê.
Búp bê và đám bạn cột sợi dây vào ghế của Wednesday, rồi dùng tay giật mạnh sợi dây về phía của mình. Wednesday nhanh nhẩu đưa tay tạo ra năng lực giữ lấy cái ghế. Trong khi đó, bàn tay Thiên nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây của búp bê. Trường có tổ chức buổi tiệc đêm, các em nhớ tham dự nha. Cô giáo vào lớp và đưa thiệp mời dự tiệc cho cả lớp. Đám bạn của búp bê lại nháy mắt, bay ra âm mưu để chọc phá Wednesday. Ngày hôm sau. Trời ơi, đẹp quá nè. Đẹp không, đẹp không? Cậu chắc chắn là queen của tối nay luôn á. Dương miệng là của cậu. Thật ơi, cảm ơn mấy cậu đã khen nha. Mấy cậu cũng xinh quá nè. Búp bê nha miệng lại gần chỗ Wednesday mời gọi. Cậu có muốn nhảy một bài không? Wednesday đưa mắt nhìn búp bê ngờ vực, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Wednesday tiến tới giữa bữa tiệc, nhạc nổi lên. Wednesday bắt đầu những vũ điệu độc lạ của mình. Ngay lúc đó, quái vật cầu vồng bắt đầu xuất hiện, lao vào tấn công tất cả mọi người. Hả?
Wesley lạnh lùng rời đi thì đột nhiên bị tiếng hét ở bên trong làm cho giật mình. Dừng lại! Wesley! Wednesday với sự hỗ trợ nhiệt tình từ bàn tay Thiên đã ngay lập tức lao vào để chiến đấu với quái vật. Đầu tiên là lăn bi khắp sàn nhà để quái vật trượt ngã đau đớn. Quái vật tức giận gắng gượng đứng lên và lao thật nhanh về phía của Wesley. Những lúc quái vật gầm lên dữ dội lao về phía của Wesley, Wesley đã dùng cây chùy đánh thật mạnh vào đầu của quái vật. Quái vật quằn quại nằm giãy giụa ở sàn nhà và sau đó thì nhanh chóng trở thành là một con gấu bông bình thường như ban đầu. Tuyệt vời! Mình chỉ muốn nói là cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình nha. Đúng vậy, mình đã đối xử không tốt với cậu. Cậu tha lỗi cho mình nha. Mình cũng xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cảm ơn Wesley. Chào con.
tử nha. Nha thầy. Không, không có được đâu. Thầy ơi, đi mà thầy. Thầy nhận con đi mà. Con muốn học võ lắm á. Thầy ơi, dạy con đi mà. Con đang nể thầy đó. Cho con đó. Hả? Đưa tiền lẻ đây. Nè, mấy đứa làm cái gì đó? Đi. Con có sao không? Thôi được rồi, chú sẽ nhận con làm đệ tử. Hôm nay chính là tập đấm bốc. Để xem búp bê có tiếp thu nhanh không nào. Tới lượt con. Dạ. Thì ra là mày chọn cái chết. Yeah.
và đã hạ gục Pico và Poppy một cách dễ dàng. Cũng lấy lại được rồi. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không có muốn gây sự, tôi chỉ muốn lấy lại cái ví thôi à.